Thưa, Minh Thiền nghĩ rằng hôm nay mình về đây hát một vài câu vọng cổ, một vài bản nhạc cho Phật tử nghe. Nhưng khổ nỗi người ốm yếu cho nên dễ bệnh. Thấy vậy chứ nó cũng mỏng manh dễ vỡ lắm. Thưa, không biết kiếp trước mình ở ác lắm hay sao á, kiếp này cứ hễ có mưa một tí, trái gió trở trời một tí là mình bệnh, cứ nhảy mũi, cứ ho liên tục. Mà thưa các vị, tôi thấy kiếp này tôi sống cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Nhưng mà mình không buồn về chuyện đó, vì mình là đệ tử Phật mà. Mình chấp nhận và biết rằng tất cả đều theo nhân duyên nhân quả hết. Thưa cùng với đại chúng, ở trong kinh Tăng Chi Bộ 1, Đức Phật có dạy các thầy tỳ kheo như thế này: Này các thầy tỳ kheo, ai thành tựu được ba đức tính này thì được biết đến như là kẻ ngu. Thế nào là ba đức tính? Một, người đó thân làm những việc ác. Hai, miệng người đó nói những lời ác. Ba, ý người đó nghĩ đến những điều ác. Này các thầy tỳ kheo, ai thành tựu ba đức tính này ở đời biết họ như là kẻ ngu. Và này các thầy tỳ kheo, ai thành tựu ba đức tính này được biết như là người trí. Thế nào là ba? Một, người đó thân làm những việc lành. Hai, miệng người đó nói những lời lành. Ba, ý người đó nghĩ đến những điều lành. Này các thầy tỳ kheo, ai thành tựu được ba pháp này ở đời biết đến người đó như là người trí. Này các thầy tỳ kheo, tất cả những nguy hiểm khởi lên từ kẻ ngu, nguy hiểm không khởi lên từ người trí. Này các thầy tỳ kheo, những tai họa khởi lên từ kẻ ngu, tai họa không khởi lên từ người trí. Này các thầy tỳ kheo, những bất hạnh khởi lên từ kẻ ngu, bất hạnh không khởi lên từ người trí. Cũng ví như có một đốm lửa được khởi lên từ một ngôi nhà cỏ tranh hoặc cỏ lau, rồi đốm lửa ấy thiêu rụi cả căn nhà. Cũng vậy, tất cả những nguy hiểm, tai họa và bất hạnh đều đến với kẻ ngu. Với người trí thì không hề có nguy hiểm, tai họa và bất kỳ bất hạnh nào. Như vậy, các thầy tỳ kheo nên thường xuyên quán niệm rằng chúng ta phải tránh xa ba đức tính được biết đến như là người ngu. Chúng ta chấp nhận và thực hành theo ba đức tính được biết như là người trí. Các thầy cứ nương theo đó mà tự rèn luyện chính bản thân mình. Đây là một đoạn kinh văn ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo. Đức Phật dạy về sáu đức tính, mà trong đó có ba đức tính để thành tựu một người ngu ở giữa cuộc đời, và ba đức tính tạo tác và hình thành một người trí giữa cuộc đời. Xin thưa, chúng ta ở đây nghe qua bài kinh của Đức Phật rồi thì soi sáng lại, thấy mình là người ngu hay người trí. Thành tựu ba đức tính sau đây là người ngu nè, tức là thân làm những việc ác,
thân làm việc ác, tức là hành động của chúng ta làm tổn hại, làm khổ não cho người, cho vật. Các vị có làm khổ người khác không? Có không? Nếu có là thành tựu được một đức tính rồi đó. Cái điều thứ hai là miệng nói lời ác, tức là mình chê bai, mình mắng nhiếc, mình chửi bới người ta. Ở đây các vị có không? Có là thành tựu được đức tính thứ hai. Như vậy là 70% mình đi đến để trở thành con người người ngu. Cái điều thứ ba là ý nghĩ đến các điều ác, tức là trong lòng ta chứa chấp tham sân si. Ta ganh ghét người này, ta giận hờn người kia, ta đố kỵ với người nọ. Nếu như các vị có ba đức tính này thì tự biết mình là người ngu giữa cuộc đời. Ở đây không phải là tôi dám chê các vị nha, nhưng mà mình căn cứ vào lời Phật dạy ở bài kinh này để thấy thế nào là ngu, thế nào là trí. Bây giờ bước chân ra đường đó, mình thấy ai học giỏi, ai có địa vị, ai có bằng cấp, ai có công ăn việc làm, mình cho đó là người thông minh, là người khôn, là người trí, đúng không? Dạ thưa đúng chứ. Còn mình thấy người nào đó mà nghèo khổ, không có ăn, không có mặc, mọi thứ đều thiếu thốn, rồi phải đi làm thuê, làm mướn, làm ô xin, mình cho đó là người ngu, người kém thông minh. Bởi do tôi có trí, tôi thông minh cho nên tôi mới lãnh đạo, tôi mới làm sếp, tôi mới làm thủ trưởng, tôi mới làm trưởng thôn, tôi mới làm trưởng ấp. Còn do anh ngu, anh không thông minh, cho nên anh mới làm ô xin, anh đi ở đợ, anh đi làm thuê, làm mướn, anh làm công nhân cho tôi. Thường người ta căn cứ nhìn vào thế giới vật chất hoặc là tri thức của con người để đánh giá ngu và trí. Nhưng giáo lý của Đức Phật thì không đánh giá con người qua hình thức bên ngoài, qua cái vẻ bề ngoài, cũng không đánh giá con người ở mức độ nhận thức, không có đánh giá con người ở mức độ hiểu biết, mà đánh giá ở cái công việc người đó họ đang làm, ở lời nói của người đó đang nói, đang tiếp xúc với mọi người, và tâm hành của họ như thế nào để phân định trí và ngu. Nếu có một người có đầy của tiền nhưng họ làm ra những cái việc để trái với đạo đức, trái luân lý làm người, họ nói những điều làm cho người khác đau khổ, những việc làm, những lời nói đó tất nhiên nó được phát xuất từ cái tâm không thiện lành. Thưa các vị, giàu mấy thì dựa vào bài kinh này vẫn là người ngu. Có một người sống bình thường, không tri thức, không văn bằng, không học vị, nhưng họ làm, họ nói điều gì cũng đem lại lợi ích, cũng nhằm vào mục đích xây dựng đạo đức, cũng làm nhằm vào mục đích để phụng sự nhân sinh. Thưa các vị, tất cả những điều tốt đẹp đó tất nhiên nó được hình thành trên nền tảng là cái tâm thiện lành lưu sức, và tất nhiên họ được đánh giá là người trí. Đức Phật ví dụ có một đốm lửa nhỏ, nó được khởi lên, nó được phát xuất từ một căn nhà cỏ tranh hoặc là cỏ lau. Thì thưa các vị, mình quăng một điếu thuốc, một đốm lửa vào ngôi nhà tranh hoặc ngôi nhà lá thì tất nhiên nó sẽ cháy dữ dội. Và tuy đốm lửa nhỏ đó lúc nó hình thành, nó khởi lên, nó chỉ là một chút thôi, nhưng nó chạm vào tranh, chạm vào lá thì nó bùng phát, và trong nháy mắt nó sẽ thiêu rụi cả căn nhà. Cũng vậy, Đức Phật nói tất cả những mối nguy hiểm, tai họa và bất hạnh đưa đến với xã hội, với cuộc đời, với con người đều phát xuất từ những kẻ ngu, từ những người mà có cái tâm không tốt, có cái tâm ẩn chứa đầy tội lỗi, đầy mưu mô, đầy xảo nguyệt, đầy gian dối. Từ cái tâm đó
nó phát xuất ra lời nói và hành động, dẫn đến những việc làm tiêu cực để gây tan tóc, gây đau khổ cho đời sống này. Các vị thấy những người thông minh, những người trí tuệ, họ sống và làm việc vì mục đích phụng sự, vì mục đích cống hiến. Người ngu đem lại sự tan tóc, khổ đau cho xã hội bao nhiêu thì người trí họ đóng góp vào sự yên bình, vào hạnh phúc cho xã hội bấy nhiêu. Nhưng mà thưa, khổ một nỗi, cuộc sống của chúng ta ngu trí lẫn lộn, nhưng mà mình đánh giá ngu nhiều hơn trí, ngu nhiều hơn trí. Thế cho nên bước chân ra đường, mọi thứ phải cẩn thận, mọi thứ phải đề phòng. 4-5 mét là có tên trộm rồi, ngồi 4 người với nhau nhưng trong đó có 2-3 người có tâm xấu rồi, có 1-2 người có cái tâm thiện lành một chút thôi. Chính vì vậy mà xã hội chúng ta sống và vận dụng bằng cái đầu đầy mưu mô xảo trá, cho nên cuộc đời này không có phút giây yên bình. Đời sống này con người lúc nào cũng đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì người ngu tồn tại nhiều hơn người trí. Đức Phật khẳng định rằng tất cả những tai họa, những tai họa, những nguy hiểm và những bất hạnh đó, nó có mặt là bởi do từ những kẻ ngu làm ra, từ những kẻ ngu tạo tác, từ những kẻ ngu khởi lên hết, không từ người trí. Trong cuộc sống này, mình cam đoan rằng không ai muốn mình để thiên hạ chê bai, chê chửi là người ngu. Ai cũng muốn mình được thiên hạ khen ngợi là người trí, là người thông minh, là người tài giỏi. Nhưng thưa với các vị, điều mong muốn và hành động của mình đôi khi hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Thế cho nên muốn một đường nhưng hành động một ngã, muốn hạnh phúc nhưng hành động và lời nói dẫn đến diệt vong. Vì vậy hôm nay mượn bài kinh này để chúng ta nhằm nhắc nhở nhau, hãy cố gắng làm sao đó để chuyển đổi mình từ một con người ngu, tức là một con người có ý nghĩ không tốt, không thiện lành, tâm mình chứa đầy sân hận, chứa đầy mưu mô, chứa đầy dối trá, mình phải chuyển nó trở thành một cái tâm thật là tốt, biết đồng cảm, biết chia sẻ, biết thương yêu, biết giúp đỡ mọi người. Hành động của mình lâu nay chỉ biết nghĩ cho mình, không biết nghĩ cho người khác. Mình tham sân si đủ thứ hết, mình chiếm hữu về cho mình mà tình người kia đau khổ. Và mình có thể dùng lời nói để sỉ vả, để chửi bới, để gây đau khổ cho một con người, hoặc ly gián tình cảm một gia đình nào đó, một cặp hôn nhân nào đó. Và bây giờ chúng ta phải thay đổi. Bây giờ chúng ta phải nói những lời thiện lành, nói những lời mà trong đó nó có chuyển tải và chứa đầy tố chất của thương yêu, để thay vào những lời nói dối trá, thay vào những lời nói cay nghiệt để làm đau lòng người. Ngày trước mình nói làm thiên hạ khóc thì bây giờ mình phải tập nói làm cho thiên hạ vui, thiên hạ cười. Ngày trước mình nói ra câu nào người ta nghi ngờ về câu đó, người ta đề phòng câu đó, còn bây giờ mình nói câu nào ra người ta cũng tin tưởng. Như vậy thì chúng ta đang dần thay đổi mình từ ngu trở thành trí. Thưa các vị, bây giờ mình không làm điều đó, không ai làm cho mình cả. Chính bản thân mình phải tự nỗ lực phấn đấu lên. Và đoạn sau cùng, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo rằng: các thầy hãy thường xuyên tâm niệm rằng chúng ta phải xa lìa 3 đức tính dẫn đến được xem là người ngu. Chúng ta phải chấp nhận và cố gắng thực hành 3 đức tính để được biết như là người trí. Cứ như vậy mà tự rèn luyện bản thân mình. Khi lòng ta khởi lên một ý nghĩ gì đó không tốt, tự mình phải đưa tay lên và nhắc nhở mình rằng cuộc sống của mình đã quá nhiều đau khổ, những người sống xung quanh mình cũng quá nhiều bất an rồi bởi những tâm niệm không tốt này của mình. Bây giờ mình muốn đem lại bình an cho mình, hạnh phúc cho mình và đem lại sự yên vui cho mọi người thì mình phải cố gắng suy nghĩ thật tốt, suy nghĩ thật tích cực, làm những điều tốt, nói những điều tốt. Thưa các vị, làm được không? Ở đây thưa, ai thấy mình ngu? Ai cũng ngu, và Minh Thiền cũng ngu. Vậy thì bây giờ chúng ta phải hứa và cam đoan với nhau rằng sau buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta phải thực tập để trở thành người trí.
Xưa giờ mình sống keo kiệt bủn xỉn, không bao giờ biết bố thí cho người người khó khăn nghèo khổ, cũng không bao giờ biết đem của tiền để mua những món ngon vật lạ để cung phụng, để chu cấp, để tặng cho cha cho mẹ, và cũng chưa bao giờ mình biết cúng dường chùa chiền để tạo phước lành. Bây giờ mình phải thay đổi, là mình phải mở lòng mình ra, mình sống rộng rãi hơn, sống tốt hơn, để dần dần từ cái tố chất, từ cái cách sống của một người ngu trở thành tố chất, trở thành cách sống của một người trí. Và cầu mong cho tất cả chúng ta ngồi ở đây và xã hội bên kia đều trở thành người trí, để thế giới này được an bình hạnh phúc, trở thành thiên đường của đời sống. Có vị đồng ý không? Cũng trong kinh Tương Ưng Bộ Năm có kể về một cái giai thoại Đức Phật trò chuyện với ông Canh Gia như thế này. Buổi sáng hôm đó, ông Canh Gia đến Tinh Xá Kỳ Viên đảnh lễ Đức Phật ba lễ, thì ông quỳ xuống và thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà có người được gọi là người tàn bạo? Do nhân gì, duyên gì mà có người được gọi là người hiền lành? Ở đây ai tàn bạo thì cố gắng nghe bài kinh này để mình sửa đổi, mình trở thành hiền lành. Lúc đó Đức Phật dạy: này Canh Gia, nếu có một người có tham sân si chưa đoạn dứt, do tham sân si chưa đoạn dứt nên bị người khác làm cho phẫn nộ, do bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hữu, do phẫn nộ hiện hữu nên gọi là người tàn bạo, do nhân như vậy, duyên như vậy nên được gọi là người tàn bạo. Đó là Đức Phật xác nhận cái câu sau cùng. Này Canh Gia, nếu có một người không có tham sân si, tham sân si đã được đoạn dứt, do tham sân si được đoạn dứt nên không bị người khác làm phẫn nộ, do không bị người khác làm phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành, do phẫn nộ không hiện hành nên người đó được gọi là người hiền lành, do nhân như vậy, duyên như vậy nên được gọi là người hiền lành. Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều muốn hoàn thiện bản thân mình, muốn mình trở thành một người tốt, sống có ích cho gia đình, cho xã hội, cho cuộc đời. Nhưng thưa, để hoàn thiện, để trở thành một người tốt, bắt buộc chúng ta phải luôn trau dồi về tri thức, học hỏi nhiều về đạo đức, và chúng ta kiên trì bền bỉ với những điều đó. Mỗi ngày đi qua, chúng ta sống và làm việc tốt hơn, tích cực hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội này, thì thưa các vị, mới có phần tương ưng, mới có phần được xem là người hiền lành. Từ hiền lành rồi chúng ta mới sống được trở thành thánh hiền. Nhưng khổ một nỗi, cái người hiền giữa xã hội này thì ít, thạch sanh thì rất ít, mà người tàn bạo hung dữ, mưu mô xảo nguyệt như Lý Thông thì rất rất là nhiều. Nghe để biết mình là người hung dữ tàn bạo hay là người hiền lành chân chất. Đức Phật này khẳng định rất rõ, nếu có một người mà tham sân si chưa đoạn dứt, do tham sân si chưa đoạn dứt nên bị người khác làm cho phẫn nộ, mà phẫn nộ sanh khởi rồi thì phẫn nộ hiện hành. Cái chữ hiện hành này nó rất là hay nha. Chữ hiện hành này có nghĩa là khi chúng ta tức giận lên, miệng chúng ta chửi bới, miệng chúng ta dùng những lời độc ác,
dùng những ngôn ngữ tồi tệ, xấu xa để sỉ vả, để mắng nhiếc người kia. Còn thân chúng ta thì dùng dao, gậy, ngói, đá, những gì có thể làm tổn hại, làm đau khổ cho người kia, làm thương vong đến người kia thì chúng ta sử dụng. Cho nên gọi là phẫn nộ hiện hành, tức là nó đang hiện hữu đối với một con người đang sân giận. Đang sân giận. Nhưng mà do cái nhân nào mà trở thành sân giận? Là do tham sân si mình chưa đoạn dứt. Mình không đoạn dứt cho nên người khác họ làm điều gì đó không đúng với mình, không phải với mình, hay là không vừa ý mình, là tự nhiên mình khởi nóng giận lên ngay. Còn nếu như mà tham sân si của mình đoạn dứt rồi, thì người kia có chửi mình, người kia có ăn hiếp mình, người kia có lấn lướt mình mấy đi chăng nữa, mình vẫn không có cái sân giận giấy khởi. Không sân giận giấy khởi thì sân giận không hiện hành. Không hiện hành thì mỉm cười là xong mọi chuyện. Như vậy thì nếu như từ ngày hôm nay sống ở nhà, hay bước chân ra đường đi làm việc, hay đi vào nương rẫy, hay vào cơ quan, hay vào công ty, nếu có ai mà chọc ghẹo các vị, mà các vị nóng lên, các vị chửi bới, hoặc các vị đánh đập họ để ăn thua đủ với họ, thì thưa các vị, trở thành người tàn bạo, người hung dữ, là một người ngu. Còn nếu như các vị bước chân ra đường, người ta có ăn hiếp, có lấn lướt, họ có dùng mọi thủ đoạn để họ biêu xấu mình, họ tàn hại mình, họ hãm hại mình, mà mình mỉm cười, mình không sân giận, thì mình là người hiền lành, mình là người trí. Người ngu, người hung dữ thì chuốc lấy muôn ngàn đau khổ bởi những cái nhân không lành mình tạo trong đời sống, rồi mình phải là người tự chịu trách nhiệm về nó. Còn người hiền lành, người trí, họ biết tìm những việc tốt, biết tìm những việc phải, biết tìm những việc lợi ích để mà làm, thì tự nhiên họ sẽ gặt hái được quả lành, quả ngọt trong đời sống của mình. Như vậy hôm nay Minh Thiền mượn hai bài kinh để nhằm nhắc nhở chúng ta, trong tố chất của chúng ta có ngu trí lẫn lộn, trong tố chất của chúng ta có tàn bạo, có hung dữ, có hiền lành, có thánh thiện cũng lẫn lộn trong này. Nhưng quan trọng là chúng ta sống thế nào, sống thế nào để cho cái tố chất của ngu, để cho tố chất của hung dữ nó chìm vào quên lãng, nó bị phai pha đi, nó bị tiêu mòn đi, thì chúng ta sống đúng với đạo lý làm người, sống đúng với vai trò của một người Phật tử. Còn nếu như không khéo sống, chúng ta sống để cho những tố chất của thánh thiện, những tố chất của thông minh nó chìm xuống, để cho tố chất của ngu si nó trỗi dậy, tố chất của tàn bạo nó dấy khởi, thì tự nhiên ta đang tự tiêu pha đi đời sống của chính bản thân mình. Hàn Tín, ông là một vị tướng quân, là một công hầu khai quốc, có công rất lớn với triều đại nhà Hán. Nhưng trước khi ông làm tướng quân đó, thưa các vị, thở thiếu thời ông là một chàng trai không nhà cửa, phải đi lang thang đầu đường xó chợ để xin ăn, lót dạ qua ngày nhờ vào tình thương của người khác. Một hôm ở giữa chợ, ông bị một tên du côn, nó sỉ nhục ông, chửi bới ông. Nó đứng, nó chàn hãng ra, nó bắt ông phải chui qua háng nó. Ông biết mình đánh không lại nó, mình có chạy thì chạy cũng không lại. Mình là người ăn xin, bữa đói bữa no, thân thể gầy còm. Còn cái tên du côn đó thì nó lực lưỡng, nó to như ông thầy Minh Thiền, như ông thầy Đồng Quán. Bây giờ chạy đâu, chạy lại, chạy không lại, nhất định chạy không lại. Mà xăng tay áo lên quýnh tay đôi cũng quýnh không lại. Nhưng mà nếu không làm theo ý nó thì nhất định mình không được vào khu chợ này để xin ăn. Mà người ăn xin thì chủ yếu xin ở nơi đông người, thì vào chợ xin thì người ta mới cho. Chứ còn bây giờ đi đâu xin? Ra ruộng xin à, ai mà cho? Hay là lên rẫy cà phê xin, ai cho?
Chính vì vậy, muốn tiếp tục cái cuộc sống sinh ăn của mình ở cái khu chợ này, Hàng Tín đành ngậm ngùi nuốt sự tức giận, nuốt sự nhục nhã vào trong để chui qua háng cái tên Du Côn đó. Nhưng lúc đó ông khởi lên một ý niệm: ta phải cố gắng phấn đấu, sau này nhất định ta sẽ quay về tìm ngươi để trả thù. Một ngày nào đó ta nhất định hơn ngươi để trả cái món thâm thù, để đòi lại cái món nợ mà ngươi đã dành cho ta ngày hôm nay. Nhưng rồi cuộc sống sinh ăn cũng không thay đổi, ông cũng lay lắt qua ngày bằng chén cơm, bằng chút đồng tiền thừa thải của người qua đường cho ông. Rồi có một bà lão thấy Hàng Tín tội nghiệp, mỗi ngày bà đều để dành một chén cơm cho Hàng Tín ăn. Hàng Tín nhận chén cơm của bà lão nhiều ngày. Một hôm Hàng Tín ăn chén cơm xong mới nói: thưa bà, cháu mang ơn của bà, nhất định sau này cháu sẽ trở thành một người thành công. Để trả cái ơn của bà, cháu sẽ nuôi bà tuổi về già. Bà lão cười vào mặt và chửi Hàng Tín như thế này: cái kẻ ngu kia, trai tráng sức khỏe như ngươi á, bây giờ ngươi còn đi ăn xin thì nói gì đến chuyện thành công ngày mai. Bản thân ngươi nuôi ngươi không nổi, ngươi còn phải nhờ chén cơm của ta. Ấy vậy mà ngươi nói chuyện mơ mộng hão huyền là đòi nuôi ngựa trở lại ta ư? Thưa các vị, câu nói của bà lão đánh vào trong cái tâm thức của Hàng Tín. Ông rung động, ông cảm thấy mình quá tệ hại. Một bà lão như vậy mà hàng ngày phải để dành cơm, để dành phần ăn cho mình, còn mình là thanh niên như thế này mà lại không nỗ lực phấn đấu. Thưa, từ cái câu chửi của bà lão cho ông một cái động lực, bắt đầu ông cố gắng, ông phấn đấu. Ông bắt đầu đi học, dồi mài kinh sử, và cuối cùng thì ông đỗ đạt làm quan, trở thành một vị tướng của thời nhà Hán. Ông là một vị tướng của nhà Hán xong rồi, thưa các vị, hôm đó ông trở về, ông tìm cái tên Du Côn mà ngày xưa nó bắt mình chui qua háng đó. Thưa, bây giờ mình ngày xưa có lỗi với quan, bây giờ quan về, quan gọi mình đến, thưa các vị có run không, có sợ không? Mà thưa, đây không phải là quan nhỏ, không phải là trưởng thôn, không phải là trưởng ấp đâu, mà là một vị đại tướng của triều nhà Hán, là một công thần khai quốc nữa. Ông chỉ dưới quyền của vua thôi. Cái tên Du Côn kia đi đến rung lập cập quỳ một, không dám nhìn Hàng Tín, vì hắn nghĩ rằng cái đầu mình chuẩn bị rời xa cái cổ để đi chơi rồi, hai cái hai nơi. Cho nên hắn quỳ đó hắn rung. Hàng Tín thì vui lắm. Hàng Tín thấy như vậy đó, Hàng Tín mới nói: nè, cái tên kia, ngươi đừng run sợ. Ta đến đây không phải để trị tội nhà ngươi, ta đến đây không phải để ban cái chết cho ngươi, ta đến đây cũng không phải để rửa mối hận năm xưa, và ta đến đây cũng không phải để sỉ nhục ngươi đâu. Ta thấy ngươi có sức khỏe, ta thấy ngươi có tố chất, ta ban cho ngươi một chức quan để kiểm tra an ninh, và ngươi làm sao phải đi từng trong cái khu kinh thành này để giữ yên ổn cho khu kinh thành. Nghe như vậy thì hắn mừng thôi là mừng, hắn quỳ hắn lại Hàng Tín. Rồi từ đó nó trở thành một vị quan rất là tốt để giữ an ninh cho kinh thành nhà Hán. Thưa các vị, đây là một cái câu chuyện mà chúng ta mượn ý của nó để nói với nhau rằng Hàng Tín không phải là đệ tử của Phật đâu. Ông chỉ là một người ăn xin bình thường, rồi trở thành một đại tướng, công hầu khai quốc của nhà Hán. Có lẽ ông học được hạnh thánh hiền, thế cho nên ông mới có cách ứng xử ôn hòa và tình cảm như vậy. Xin thưa, ngày hôm nay tôi nghĩ nếu mình là Hàng Tín thì cái tên đó có 10 cái đầu cũng phải lìa khỏi cổ.
chứ đừng nói chi là một cái để trút cơn giận chứ. Ngày xưa nó sỉ nhục mình như thế nào, bây giờ mình phải đòi lại món nợ đó. Thưa các vị, nói thì nói như vậy chứ khi chúng ta học được giáo lý của Đức Phật rồi, chúng ta thấy mọi ân oán đều có nguyên do của nó, đều có nguyên nhân của nó. Chúng ta không cần phải vì ân oán mà tạo thêm tội nghiệp. Bởi vì nếu như hàng tín ngày xưa bị sỉ nhục mà ông sân hận, ông lén lút ông đập tên đó một gậy, hay ông lụi tên đó một dao, thì tên đó chết, ông có thể trả được mối hận sỉ nhục của mình, nhưng ông bị tù đài và có khi bị bay đầu. Thế cho nên nghĩ đến điều đó mà ông không trả thù ngay lúc đó, ông nghĩ sau này mình đổ đạt rồi tính. Và sau này ông làm quan, thưa, cũng không dùng cái quan quyền của mình, dùng cái quy lực của mình để trị cái kẻ kia, chỉ vì ngày xưa hắn bêu xấu ta, hắn sỉ nhục ta. Làm lãnh đạo ngày hôm nay cần phải có tố chất bình tĩnh, cần có lòng bao dung như hàng tính. Thì thưa với các vị, tự nhiên sẽ có rất nhiều những cấp dưới, có rất nhiều những nhân viên sẽ trung thành với mình. Trung thành với mình. Mình là một người thầy, một người cô đứng lớp. Nếu mình có tình thương, có lòng bao dung đối với học trò, thì tự nhiên 5, 10 năm sau, 20 năm sau nó ra trường, tới ngày nhà giáo Việt Nam nó vẫn tìm về với mình để tặng mình bó hoa, để nói lời cảm ơn. Còn nếu như bây giờ mình không có tình thương đối với học trò, mình đến lớp, mình đứng trên lớp chỉ vì đồng lương, chỉ vì công việc, hôm đó tôi có mặt, dự tiết đó, dạy như vậy, thì tôi dạy thôi. Thưa, không có bao dung, không có tình thương, mai mốt không có đứa nào nó nhớ đến mình đâu. Vì vậy ở đây mình khuyên nhau rằng cuộc sống cần sống với những ngày tháng có tình thương, có lòng bao dung để đời sống có ý nghĩa hơn. Và mình tóm lại cái phần mình nói chuyện đạo lý với các vị ở đây, kết thúc đại ý thứ nhất, mình đi vào đại ý thứ hai. Chiều nay mình ngồi uống trà và tâm tình với thầy trụ trì vào lúc mà trời đổ mưa đó. Thầy trụ trì mới nói 9 năm gian khổ ở nơi này, chịu rất nhiều những cay đắng, chịu rất nhiều những gian khó, nhưng nghĩ đến sự nghiệp giáo hóa chúng sinh cho nên chấp nhận mọi thứ, để ngày hôm nay mới có một ngôi chùa Phổ Hiền nguy nga tráng lệ như thế này. Và tôi nói rằng, xin thưa, người xưa đã nói đất nước này không của riêng ai. Cũng vậy, sự thành tựu ở ngôi chùa Phổ Hiền hôm nay cũng không của riêng ai. Công sức này không của riêng một Phật tử đại gia nào, cũng không phải của riêng thầy Đồng Quán, mà là của chung tất cả chúng ta, những người có mặt ngồi ở đây và những người đã từng biết đến chùa Phổ Hiền, đã từng ủng hộ chùa Phổ Hiền như thế nào, là của chung. Sự thành tựu hôm nay là của chung. Nhưng mà công đầu vẫn là công của ai? Công của thầy Đồng Quán. Anh thưa, có những cái việc được tác ý khởi lên, rồi theo nhân duyên được tam bảo gia hộ, đầy đủ phước lành, chúng ta thành tựu như ý muốn. Chẳng hạn, tôi nhớ cách đây vài năm về nơi này để làm cái lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện chùa Phổ Hiền. Nên thưa, lúc đó tôi nói với thầy trụ trì, thầy có tiền không mà thầy làm? Ông nói, tôi không có tiền nhưng tôi có niềm tin. Tôi có niềm tin vào Tam Bảo. Bây giờ tôi chỉ cố gắng tu tập thôi, rồi hướng dẫn Phật tử ở đây tu thôi. Còn cái vấn đề mà thành tựu hay không thành tựu nữa thì nó phải chờ vào yếu tố phát tâm lành của Phật tử. Tôi lắc đầu, tôi nói cái này phiêu quá, cá cược như này thì không ổn. Nhưng tôi không ngờ nhờ phước đức, nhờ công đức tu hành của thầy và nhờ sự phát tâm của các vị mà ngôi chùa Phổ Hiền khang trang, nhanh chóng và thành tựu như thế này. Rồi tới cái ngày mà thầy ổng đúc đồng, ông rót đồng để ông đúc tượng Phật, tôi lại hỏi thầy có tiền không. Ông kêu cũng như trước, tôi không có tiền nhưng có
có niềm tin. Ông này ông hay thiệt đó chứ. Bữa nào tôi mua cái niềm tin của ông một chút để đem về làm của cải hành trang cho tôi chứ. Rồi thưa là cái ngày mình lập ngói chùa cũng vậy, tất cả mọi cái tôi đều hỏi thầy có tiền không mà thầy dám làm. Thầy ông nói tôi có niềm tin. Và thưa thiệt, đúng là tu sĩ không có tiền các vị ạ. Vì chính bản thân thầy Đồng Quán đã từng hỏi để mượn tiền chúng tôi tổ chức những buổi lễ. Mình tôi đâu có đâu mà cho. Tôi trả lời tôi có cái xác này nè, thầy coi ai có mua thì thầy bán, rồi tôi lấy cái tiền đó tôi cho thầy mượn. Nên thưa, cho nên huynh đệ, mình với thầy Đồng Quán, mình rất là thương thầy ở cái thầy chân tình và thầy hết lòng phụng sự cho Tam Bảo. Rồi hồi nãy mới nghe thầy nói tôi chuẩn bị đúc cái đại hồng chung. Tôi hỏi bao nhiêu ký? Ông nói khoảng 500 ký trở lên. Bởi vì cái chuông của mình ở đây nó quá nhỏ, nó cũ rồi, không dám đánh. Đánh mạnh thì sợ nó nứt, cho nên cứ gõ nhẹ nhẹ, mà gõ nhẹ nhẹ thì nó lại không kêu lớn. Cho nên bắt buộc phải đúc một cái đại hồng chung. Thưa các vị, đúc cái chuông để lại cho đời thì đó là một phước lành rất là lớn. Tôi nghe các thầy thường hay nói rằng xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thì thập phương nên làm. Không biết cái câu này nó lưu sức từ đâu, nhưng mà đi tất cả những buổi lễ xây dựng hay đặt đá để làm chùa gì đó, mình đều nghe quý thầy đọc cái câu này. Cái câu này đôi khi nó khiều cái bì thư trong túi Phật tử rất là hay đó nha. Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Mình xây chùa rồi nè, mình tạo tượng rồi nè, mình còn thiếu cái gì? Thiếu cái chuông. Chùa Phổ Hiền còn thiếu cái chuông, cho nên thầy Đồng Quán chuẩn bị ông đúc chuông. Tôi mới nói thầy có mượn tiền tôi không? Ông kêu không mượn. Tôi kêu mừng quá, chứ mượn cũng chẳng có đâu cho. Không cho, đôi khi mượn mà mượn tiền mà không cho cái huynh đệ buồn nhau thì tội. Nhưng nó vui vậy thôi chứ không buồn đâu. Mượn tiền người ta, ta không cho thôi chứ. Mà rủi cho không trả sao, mất luôn sao. Nó nhỏ chứ nó lớn ngoài kia ông nghe. Nhưng nói vui như vậy để trở lại vấn đề, mình nói với Phật tử thế này. Tất cả những công tác làm tại chùa hay mọi sự thành tựu ở chùa, đưa các vị tất cả đều nhờ vào công sức của các vị hết. Các vị đừng nghĩ mình đóng góp cho chùa này, tức là mình đóng góp cho thầy Đồng Quán, hay là mình ủng hộ cái việc đó là ủng hộ cho riêng thầy Đồng Quán. Xin thưa không, các vị đang làm cho các vị đang phụng sự cho Tam Bảo, và các vị đang tạo những công trình để lại cho đời sau, cho thế hệ con em của mình. Và có những công trình kiến tạo của chúng ta nó để lại còn hoài với thời gian, đi qua 500-700 năm vẫn còn đó, thì cái công đức, cái phước lành của chúng ta rất là lớn. Cái chuông đại hùng của mình, cái công năng của nó hay lắm. Có những người mà người ta gọi là bị ma dựa, bị tà, bị bùa đó, họ đến chùa, họ ngồi vào trong cái chuông, mình bắt họ chắp tay lên, mình nhẹ nhẹ thỉnh tiếng chuông lên, rồi mình niệm câu niệm Phật, mình gia trì cái định lực của mình vào tiếng chuông, tự nhiên người đó họ từ từ dần dần được tỉnh táo đấy thưa các vị. Chúng tôi hay bị cái trường hợp là con nít nó khóc đêm, nửa đêm nó khóc đó, thì đem đến nhờ. Nên thưa, nhiều khi rồi nhờ mình cũng chẳng biết làm sao cho nó hết khóc. Có những người họ nói thầy ơi, con nó khóc cả đêm. Mình hỏi nó khóc đêm thôi hả con? Kêu dạ nó khóc đêm thầy, cứ tối là nó khóc, khóc cả đêm con ngủ cũng không được, đôi khi phải khóc theo. Làm mẹ làm cha nó cũng khổ vậy đó. Tôi mới nói thôi đưa nó vào chuông đi, thầy thỉnh vài tiếng chuông. Hồi đó thì nó khóc đêm, bây giờ thỉnh xong về nó khóc ngày luôn cho đủ. Nói là nói vui thôi. Tiếng chuông nó có công năng màu nhiệm mà mình không biết diễn tả làm sao, cũng không biết giải thích như thế nào, và cũng không biết nguyên nhân gì
Mà những đứa trẻ nó hay khóc đêm á, mình để nó vào trong tiếng chuông, mình nhẹ nhàng thỉnh tiếng chuông lên, thỉnh nhẹ thôi, mình niệm câu niệm Phật, mình gia trì một vài bài chú vào trong đó, đứa nhỏ nó về ấy vậy mà nó nín, thưa các vị, nó không khóc nữa. Chúng tôi ở đây đã làm nhiều như vậy rồi, làm nhiều như vậy. Rồi có những cái con người mà họ bị bùa chú, họ cho rằng bị ma dựa đồ, không tỉnh táo, họ đến đó cứ mỗi lần thỉnh chuông họ ngồi họ chắp tay mình thỉnh nhẹ nhẹ ấy vậy mà họ tỉnh táo, dần dần họ trở thành một con người bình thường. Cái công năng nó lạ như vậy. Cho nên trong bài kệ khi thỉnh chuông á, các thầy thỉnh, thỉnh tiếng chuông xong các thầy nói rằng: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, thiết vi u ám thải đều nghe, nghe rồi thì thanh tịnh chứng viên thông, tất cả chúng sinh thành Phật đạo. Hoặc là khi cái tiếng chuông này vang lên á, thì trên thông thấu đến thiên đường, và dưới thì nó thẩm sâu về về địa phủ. Có những bậc thầy nói rằng chúng sinh đang trong địa ngục họ đau khổ đó, họ đang bị hình phạt tra tấn, nhưng mà khi chùa chúng ta thỉnh tiếng chuông vang lên đó, mà trong tiếng chuông đó chúng ta người thỉnh gia trì thần lực, gia trì cái từ tâm của mình đó, thì khi cái tiếng chuông vang lên thì tất cả những hình phạt của những chúng sinh trong cõi vô hình lúc đó nó bị ngừng lại, nó không hình phạt họ nữa. Cái này mình không có căn cứ, mình nói như là quan đường, như thưa các vị, mình nghe những bậc thầy nói và mình nói lại cho các vị nghe, thế mới thấy là cái tiếng chuông nó màu nhiệm. Và thì chùa không thể thiếu tiếng chuông. Cái tiếng chuông nó là cái gì đó, nó rất linh thiêng, không thể nói bằng lời. Thì tới đây mình nghe thầy trụ trì sẽ đúc cái chuông, mình cầu mong cho tất cả cái công tác Phật sự ở tại chùa được thành tựu, và mình mong rằng cái chùa Phổ Hiền này sớm có một cái đại hồng chung để đánh thức những chúng sinh còn u mê ở khu vực này, để cho những con người ở nơi đây được nương theo tiếng chuông mà biết thức tỉnh lòng mình để quay trở về sống với lẽ phải, sống với điều thiện. Và cầu nguyện cho tất cả những chúng sinh ở cõi giới vô hình, ở khu vực này, xung quanh nơi đây, được nương vào tiếng chuông đại hùng của chùa Phổ Hiền mà sớm được siêu thoát. Và cuối lời xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe. Chúc các vị nhiều sức khỏe, tu tập thật tốt và trở thành người trí, người hiền giữa cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.